Xin chào các bạn. Nay ta review sơ sơ về cách mod rồi các cấu trúc này nọ của các 7 cục Fancy Master Mix Up. Thì lúc trước cục này nó có 3 cục, nhưng mà sau đó cục thứ tư á, không biết tại sao rồi mình vừa làm ha. Thì cái này thích cơ thì nó in như vậy. Thì bạn Mai Thúy Hằng group Facebook Puzzle Việt Nam á in. Mình cái đường link Facebook mình để trong nhiều clip, nhiều file của mình ha. Nó in một bộ, bộ đầu tiên thì in một bộ. Bởi vì bộ đầu tiên nó in nguyên gốc nữa. Thì cái bộ bộ gốc của nó đó thì mình để dành ha. Bộ này thì bộ in đẹp quá ha, nhìn đẹp. Đây, cái này thì mình có những cái cục tích cơ á. Có những cái bộ tích cơ thì người ta bế nó cứng ha. Trên đây mình giật lên vậy nó lên. Còn cái này mình luồn dưới. Cái đầu tiên tháo ra thì mình lựa miếng bự bự mình lận lận mình tháo. Mình lận gốc này nè. Lần lần lên nếu nó không lên thì mình lấy cái kim mình thọt lên, tại vì cái này họ bế không kỹ, không phải không kỹ mà do cái công nghệ của họ vậy á. Thì cái này nó có 7 cục thì người ta làm sẵn cho mình, còn mình cái này mình tiết kiệm á, nên tiết kiệm ha, những cục này tiết kiệm mua cục thôi, hoặc 2 cục, hay nhiều tiền thì mua 2 cục, còn ít tiền thì mua 1 cục thôi, cục số 1 ha, mua cục số 1. Để những cục kia họ dán lại đây, những cái viên trong họ dán lại đây, để nó không có cách gì mà tháo ra hoặc là làm mod những cục mới được. Còn cái này là viên rời. Lúc trước thì Master Mix Up nó làm bằng nhựa cứng các bạn, mình cũng có 2 cục, nhưng mà mình cũng có review trong số clip mà những cái mà ngưng sản xuất á, những cục rất là hay luôn. Cục này thì nó hơi hơi tựa tựa giống cũng của hãng Fancy là My Mix Up Ultimate, nó ít viên hơn, mượt lắm. Mix Up Ultimate nó mượt, còn cái này thì nó không mượt bằng, nhưng mà cũng mượt lắm, nó cũng đầu cũng hơi cứng cứng chút xíu. Mix Up nào cũng vậy các bạn, Mix Up của Whiteden thì quá mượt đây, nhưng mà khi mà mình chơi nó cũng dướt, tại vì Mix Up mà viên này nó tròn như viên kia, rồi nó lèn vô rồi nó làm cho cái cách mình dặn á, phức tạp chút. Thì cái này có 7 cục, in sticker nó cũng rẻ thôi. Để nếu mà còn cần in thì liên hệ ngoài thứ hàng không in này, mình in trên Đà Lạt nên nó cũng rẻ, in đẹp hay là xấu gì nó cũng như đó đó, tại vì chơi xong cục cũng dục mà sticker cũng dục, không có dục mà nhiều khi để dành lại. Này sticker xong bằng tháo là bằng dán rồi đây, dán là những miếng này để dành. Thì sticker thường thường in là nó dư, ví dụ cái cục này in ra thì nó những cái viên khi mà mình mod lại á thì nó đâu có sử dụng nhiều hết đâu. Ví dụ cái viên gốc này nè, nhiều bạn nói tích cơ không biết dán nhiều chuyện tội, nó hoài 2 bài clip của nói thì lấy tích cơ dán cho thôi, mình canh không được thì ví dụ mình thấy gì mình dán xấu quá mình tháo ra lừa lừa vậy nè, tháo ra đây vậy ha, mình canh lại viết cũng quen thôi chứ có gì đâu mà không biết dán, không biết mod này nọ. Mod rất là dễ, theo sơ đồ mà mod sai thì dán lại không sao, chơi nhạc cờ nó cũng rẻ. Đây đó là Mix Up 1 bản nguyên bản thì cắt rồi không, còn cái này là những cái dạng Mix Up 6 dạng còn lại. Để xa xa không đó, 1 2 này, 1 nè. Cái này nó in theo một cái dải dài cam này ha, một dải này là một hàng nè. Ở đây màu trắng các bạn, màu trắng này nó khó thấy. 1 2 3 4 5 6 sáu à, 1 2 3 4 5 6 sáu cục còn lại thì mình dán tùy theo cái cách mình dán thôi. Vì cục mẫu thì mình để trong tab cộng đồng á, các bạn xem trong đó rồi bạn coi rồi bạn dán dễ, nó dán rất là dễ. Ví dụ vàng này mình thấy những cái viên nào giống giống này nè, những viên này giống nè ha, đó dải này giống này ha, thì tháo yên tâm ra dán lại. Bên đây cũng vậy không, bên đây tháo ra dán lại, chỗ nào gốc thì khỏi tháo, cái nào có so sánh mình tháo ra dán thôi, từ từ dán trong vòng nửa tiếng nghỉ mai dán tiếp. Thì cục này nó lúc trước nó bị cái vấn đề là nó bị khựng viên, cái chân đế nó xoay lại, chân đế này chơi sai rồi. Còn này thì theo mình thấy là được á.
Lúc đầu mua về thì nó hơi cứng tại vì nhựa dư nó còn đó. Không thấy cũng mượt, nó cũng rất là mượt các bạn, nhưng mà nó dở cái là nó hơi dính viên đó. Mình chơi một thời gian coi sao, nhưng mà ngoài chơi là rất là chậm, bởi vì muốn chơi nhanh nó rất là khó, chơi giải rất là lâu tại vì nó tới 2 giải lận và mỗi giải cho mày nó lèn thêm viên. Thì mix up này nó cũng giống như ultimate, các bạn coi cái clip ultimate mình để dưới thì các cục đều giải giống ultimate hết, mà ultimate nó mượt lắm các bạn. Nó thì nó xây khác mix up kia, mix up của hãng hãng quay cái đình á, là nó xây vậy thẳng lên vậy đó, nó tách cái viên gốc ra, còn này mình xin nghiêng qua đó, vậy đó. Hơi nghiêng nghiêng qua đó. Khó ha, mình dướng tại là mình chưa có phích lại đó, nhưng giờ bữa mình phích lại đây, ok tách đây, giờ bữa mình phích lại chút xíu, mình dặn hoài hoặc mình có thể tháo đây ở góc này nè, tháo đây có thể góc này nó tháo ra được này. Hồi xưa mình nhớ mình tháo một lần rồi, nói chung tháo nó cũng bít dễ, ngồi việc kỳ chỗ nào tháo được thì tháo ra nè, phích lại chút xíu cái này thì khỏi phích đi, ngồi mình xay hoài vậy thì nó dễ hơn, ngồi rảnh thì xay thì riết riết thì nó sẽ mềm ra giống như cục double gì, một số bạn nó cứng nhưng mà mình xay riết thì nó mềm hết vậy đó. Tại lúc đầu nhựa nó còn dư mà, nó sơ sơ ha. 7 loại tiết kiệm, thì ví dụ như các bạn dán viên đôi như vậy, những viên đôi vậy ha, các bạn dán lại mà kiểu các bạn thấy không có yên tâm, cầm mấy cây dán sắt bằng đổ làm cái một miếng gì đó, bạn lấy một cây tăm ghim vô chích lên là nó cứ ngắt, và sau đó nếu bạn muốn bỏ cái loại đó bạn lấy cái đồ bằng dao á, bạn lười bằng nại lên thử ha, mình thử coi cây dán sắt nó cứng cỡ nào, thì mình nại lên thì nó những cái bọt đó đó, những cái bột mà cây dán sắt nó sẽ bám bên trong, nó làm cho cục đôi bít khó xây, thì mình duỗi mình về mình giũa mình mài đó đó. Nếu các bạn không ngại, chắc hẳn như mình thì không có ngại, ví dụ viên đôi này mà mình ngại là mình xây chúng á, viên bự này ha, viên bự này mình xây chúng nó bứt luôn cái tiết cơ thì mình dán lại, còn ấy thì mình để bình thường, mình là không bao giờ, bạn thấy mình giải những cái cục băng cà đít rồi đó, không bao giờ mình bứt những cái viên này, sao bứt được, mình thấy đó mình thấy đường xây rồi sao bứt, mặt sau mặt trước đâu cũng như đó mà, ví dụ mặt trước mặt sau nó cân đối nhau sao bứt được, mình lên cái đường xây cỡ đó thì nó đi như đó thôi. Nó vậy đây. Nó hơi khó xây chút xíu tại vì mới, chứ không phải là do cái này mình thích á, cái này mình thấy là văn xây thiết kế lại đẹp nè, lúc đầu vô có thể hơi rối rối chút xíu ha, nó chạy ra nè, không sao là mình tỉnh từ từ kệ không, review sơ sơ về một cái mod tiết cơ tiết kiệm dễ mod, dán ngồi dán chút xíu rồi nghỉ mai dán tiếp rồi vậy ha, rồi cảm ơn các bạn đã xem, chúc thành công, bye bye.